Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến trên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn mini phố được thiết kế có thang máy rất là đẹp, nằm trên trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phần phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 7m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m và được anh chủ nhà xây dựng hết đất cũng như được anh chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 4 lầu. Còn đang sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có một khoảng vỉa hè 3m, hơn 3m phía ngoài mình để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp, gara để xe hơi và mình có tới 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc của chiếc hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và đặc biệt của căn nhà mình thì được anh chị chủ nhà thiết kế cho mình có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm cũng như là phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà cũng như con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Căn nhà mình thì được thiết kế với phong cách biệt thự mini phố tân cổ điển, và mình có rất là nhiều những hoa văn chỉ nổi, và lan can thì mình được làm bằng nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp, cùng đó là hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp cho căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà cũng như là con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Căn nhà mình thì nằm trên một con đường rộng lên đến 15m, hai bên có vỉa hè, mỗi bên 3m, và là nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp thuộc đường Nguyễn Ánh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, với con đường ở phía trước rất là rộng để thuận tiện hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán, với một con đường thông ở phía trước căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu hàng về căn nhà mới vừa được hoàn thiện xong và được các chủ nhà thiết kế có thang máy có tổng tải lên đến 500 kg, lên di chuyển từ tầng trệt đến sân thượng để thuận tiện nhà mua ở và mở văn phòng công ty. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp này thì phía bên ngoài sẽ có một cái khoảng độ 3m để mình để xe gắn máy. Và di chuyển vào khu vực bên trong, mình sẽ có hai bộ cửa để vào căn nhà mình. Sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm đúc mạ đồng để di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng khách căn nhà. Và mình sẽ có một bộ cửa 2 cánh ở bên cạnh để mình di chuyển xe gắn máy vào bên trong căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình được thiết kế có tầng lửng, cho nên nếu gia đình mình có nhu cầu thì mình có thể làm vừa làm phòng khách ở dưới tầng trệt, và mình có thể làm khu vực để gara để xe hơi. Với bề ngang lên đến 7m thì mình có thể vừa làm phòng khách, và một bên mình làm phòng khách, một bên mình để xe ở dưới tầng trệt, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và phía bên trên tầng lửng thì mình cũng đang có một cái phòng khách thứ hai để sử dụng cho gia đình. Thì căn nhà mình cũng thể để được hai chiếc xe hơi vào bên trong, thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng căn nhà. Còn gia đình mình có nhu cầu để một chiếc xe hơi ở dưới tầng trệt này thì mình có thể là một bên mình làm gara để xe, một bên thì mình làm phòng khách. Và căn nhà mình thì được thiết kế khu vực gara để xe cũng như là khu vực không gian phòng khách, thì hai bên tường mình được ốp đá tự nhiên cao lên khoảng độ 1,5m, và phía bên trên mình có những cái mảng chỉ nổi trang trí rất là đẹp, cùng đó là hệ thống đèn chiếu sáng cũng như đèn chùm rất là đẹp. Và di chuyển vào khu vực bên trong, mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp cũng như là cầu thang máy và cầu thang bộ của căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có những cái lam gỗ được anh chị làm bằng chất liệu gỗ đỏ, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền và rất là đẹp. Và mình có thêm một cái đèn chùm ở phía bên trong không gian phòng bếp căn nhà, và với máy lạnh, với cầu thang máy có trọng tải lên đến 500 kg để thuận tiện khách hàng di chuyển về lên sân thượng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Cũng như kế tiếp mình có thêm một cái cầu thang bộ để di chuyển lên trên lầu, và phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng sân để mình lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà.
cũng như được anh chịu nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng, và mình có một cái nhà vệ sinh ở bên bên cạnh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà với nhà vệ sinh căn nhà mình được thiết kế rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp căn nhà lại một lần nữa, cũng như là khu vực phòng khách và khu vực gara để xe hơi ở dưới tầng trệt của căn nhà, để di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng của căn nhà để giới thiệu khách hàng về một căn biệt thự phố được thiết kế có thang máy, và là căn nhà đang có bề ngang lên đến 7 mét về chiều dài căn nhà lên đến 15 mét, và được xây dựng hết đất cũng như được đúc kiên cố tới một trệt một lửng và tới 4 tầng lầu, và chỉ với giá 11 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình cứ mua bán cũng như công chứng thăng tên trong ngày. Một căn nhà nằm tại trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại bệnh viện ở quận 12, và thuận tiện để khách hàng di chuyển qua các quận lân cận như quận Gò Vấp, quận Tân Bình và quận Tân Phú cũng như Bình Thạnh. Với trục đường chính mình có thể di chuyển từ trục đường Lê Văn Khương để sang quận Gò Vấp và về các quận, cũng như mình di chuyển từ trục đường Nguyễn Ánh Thủ sang trục đường Nguyễn Văn Quá, sang trục đường Tô Ký để mình về trung tâm thành phố thì cũng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là khu vực không gian phòng khách thứ hai, phòng khách tầng lửng của căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Toàn bộ lan can cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và kính cường lực 10 ly, với cầu thang được sử dụng bằng đá nhập khẩu Ấn Độ rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, với bề ngang căn nhà mình lên đến 7 mét nên phòng ngủ rất là rộng và được các hiệu nhà thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà được sử dụng bằng chất liệu gỗ gỗ cam xe, và sàn nhà mình thì được lót gạch đá bóng kính 80 80. Phía trước thì mình sẽ có cửa để đi ra ban công phía bên ngoài, mỗi bên mình sẽ có một bộ cửa hai cánh lớn để mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và toàn bộ lan can căn nhà mình thì được sử dụng bằng chất liệu nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp. Đây là khu vực không gian hành lang của căn nhà, và mỗi phòng ngủ mình đều có một cái nhà vệ sinh rất là rộng, được các chủ nhà thiết kế rất là thoáng và rất là mát, được có gạch đá cao lên kín tường, có vách ngăn tấm kính sử dụng cho khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Với không gian phòng ngủ căn nhà mình thì rất là rộng, thuận tiện chủ nhà mua ở và mở văn phòng công ty, và với căn nhà được thiết kế có thang máy rất có giá trị, nằm tại trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Phòng ngủ số 2 mình cũng có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện, và với nhà vệ sinh căn nhà mình thì được thiết kế có vách ngăn tấm kính, có cửa sổ mở ra bên ngoài thấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng và có cửa sổ mở ra chính trời phía sau để lấy gió và ánh sáng, cũng như mỗi phòng một phòng ngủ thì mình cũng được các chị trong nhà tặng sẵn cho mình có một cái máy lạnh ở bên trong không gian phòng ngủ căn nhà, và chỉ với giá 11 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nó hàng đi xem một căn nhà, và nó được cái chị trong nhà làm và thiết kế rất là đẹp. Với khu vực hành lang cầu thang căn nhà mình được ốp nhựa hoa văn đá cao lên khoảng 1,5 m, để khi mình di chuyển lên khu vực cầu thang mình rất là sạch sẽ. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có tới 4 phòng ngủ na ná chung nhau, cho nên nhà đất Hoàng Tiến xin quay video sơ qua để khách hàng tham quan. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong
Và đây là khu vực nhìn từ bên trong ra bên ngoài. Và với căn nhà có bề ngang lên đến 7 mét cho nên được các chị nhà thiết kế rất là rộng. Không gian phòng ngủ căn nhà mình phải lên đến tầm khoảng độ 40 mét vuông. 40 mét vuông một phòng ngủ rất là rộng. Rồi mình vừa trải qua khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà, cũng như mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 3 căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ số 5 và phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm. Mình có tới 6 phòng ngủ chính. Một phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm, và đây là không gian phòng ngủ số 5 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có tới 5 phòng ngủ chính là 6 phòng. Và phòng ngủ phía bên trên này thì anh chị để nhà vệ sinh ra bên ngoài để gia đình sử dụng chung. Mình cũng có thể làm phòng sinh hoạt chung, phòng thờ, phòng karaoke. Rất là tuyệt vời với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Không gian phòng ngủ số 6 này thì anh chị có làm thêm cho mình có một cái phòng xông hơi, phòng xông hơi, và di chuyển lên khu vực phía bên trên thì mình sẽ đến với lại khu vực sân thượng của căn nhà. Và mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Nguyễn Thái Thủ thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, với căn biệt thự mini phố, thang máy di chuyển lên đến sân thượng, thuận tiện đến nhà hàng mua ở và mở văn phòng công ty. Với khu vực sân thượng được các anh chị nhà thiết kế rất là rộng để mình vui chơi và hóng mát, cũng như mở tiệc ăn nhậu. Và khu vực ở phía bên trên sân thượng mình có thể trồng cây rất là được rất là nhiều. Và đây là khu vực sân thượng của căn nhà. Nếu khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một căn biệt thự mini phố được thiết kế theo phong cách tân cổ điển và chỉ với giá 11 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng sẽ sở hữu ngay cho mình căn nhà nằm tại trục đường Nguyễn Anh Thủ cũng như là Tô Ký thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại bệnh viện quận 12 và gần với lại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cũng chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi. Và thuận tiện khách hàng mua để ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê rất là tuyệt vời. Và video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.